Trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trên mọi phương diện. Từ một nước nghèo vào thập kỷ 90 đến nay, Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình đạt gần 2.000 đô la Mỹ một người một năm. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đã có sự đóng góp quan trọng của trên 500.000 doanh nghiệp để đạt được GDP trên 170 tỷ đô la Mỹ một năm. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã khẳng định vị trí trong xã hội, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội ghi nhận trong các nghị quyết, đặc biệt là được hiển định trong Hiến pháp 2013 sửa đổi. Kể từ năm 2004, khi Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế đã hội nhập toàn cầu. Mười năm qua là một khoảng thời gian thăng trầm của cộng đồng doanh nhân Việt. Sau một giai đoạn phát triển bùng nổ, đầy hứng khởi, có phần dễ dãi, thiếu căn cơ. Khi môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn, cạnh tranh gay gắt hơn, hàng trăm ngàn doanh nghiệp đã phải rút khỏi thị trường. Nhưng cả cộng đồng doanh nghiệp vẫn tiến lên phía trước, các doanh nghiệp Việt đã trưởng thành. Gần một nửa triệu doanh nghiệp vẫn trụ vững, duy trì sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng, giải quyết công việc làm cho người lao động và đương đầu với sóng gió của hội nhập. Họ thực sự là những người dũng sĩ thời bình. Doanh nhân chính là dũng sĩ thời bình bởi họ dám dấn thân trên thương trường để có được sự tăng trưởng. Công ty cổ phần FPT, doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Từ bước đi chập chững vào năm 1988 với 13 nhân viên, đến nay FPT đã có trên 18.000 nhân viên hiện diện tại 17 quốc gia với doanh thu trên 1,3 tỷ đô la Mỹ một năm. Mặc dù xuất phát điểm thấp hơn so với các doanh nghiệp trong khu vực, song nhiều doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có FPT, vẫn trụ vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua. Nếu ở các nước khác, người ta tự tử, người ta thất vọng, người ta trốn tránh cuộc đời, thì tôi thấy các doanh nhân Việt Nam vẫn giữ được vững được cái bản lĩnh ý chí của mình. Tất nhiên, thất bại là cũng có, nhưng mà người ta sẵn sàng đứng lên khi mà cái điều kiện kinh tế ổn định. Còn có rất nhiều doanh nghiệp đã vượt qua được cơn lửa thử vàng này và họ xây dựng, củng cố lại cái năng lực cạnh tranh của mình và họ trở thành mạnh mẽ hơn. Hội nhập toàn cầu là thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, chịu tác động sớm và mạnh nhất là các tổ chức tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên, sự lo ngại ban đầu đã dần chuyển sang thế chủ động. Từ tâm lý phòng thủ lo sợ bị thâu tóm, Ngân hàng SeaBank đã hợp tác để tiếp cận và học hỏi được từ các tập đoàn lớn của thế giới về quản trị doanh nghiệp. SeaBank đã chọn Societe Generale, ngân hàng top 5 châu Âu, làm cổ đông chiến lược với 20% cổ phần. Việc liên kết này giúp SeaBank dần hoàn thiện được nhiều điểm yếu lúc khởi đầu. Các bạn Societe Generale vào SeaBank thì đã chuyển giao cho chúng tôi rất nhiều công nghệ, đặc biệt là những cái quy trình để quản lý rủi ro, là một cái quy trình mà khó trong hệ thống ngân hàng thế giới cũng như là đặc biệt là của Việt Nam. Thì đấy là một những cái mà ngay bản thân ngân hàng của chúng tôi đã được trong cái quá trình hội nhập quốc tế. Nông nghiệp, lĩnh vực chịu tác động chậm nhưng rất mạnh mẽ của sự hội nhập. Công ty cổ phần Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã phải cạnh tranh ngay trên sân nhà với các đối thủ ngoại trong lĩnh vực phân bón. Không chỉ có nông dân Việt Nam tin dùng mà nông dân Nhật Bản, quốc gia có nền công nghệ hàng đầu thế giới, vẫn sử dụng phân bón Lâm Thao để đạt hiệu quả cao nhất. Mỗi năm, gần 2 triệu tấn phân bón chất lượng cao các loại mà công ty bán ra thị trường đã làm lợi cho nông dân Việt Nam trên 4.000 tỷ đồng do làm gia tăng được sản lượng cũng như chất lượng nông sản. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh với các cái sản phẩm, kể cả sản phẩm trong quại. Thì có thể nói rằng là đây là những cái yếu tố làm nên cái thành công của công ty chúng tôi trong 10 năm qua. Và với cái bước chuẩn bị như vậy thì chúng tôi cho rằng là thách thức càng nhiều thì cơ hội cũng càng lớn. Thủy sản, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, cũng luôn đứng trước nhiều sức ép cạnh tranh với các nước trong khu vực. Con tôm, con cá Việt Nam đã trở thành sản phẩm hàng hóa, mỗi năm xuất khẩu đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cũng sau 10 năm phát triển nóng, nhiều doanh nghiệp đã đuối sức, không thể trụ vững để tiếp tục trên thương trường. Sự yếu kém nội tại của doanh nghiệp là một phần nguyên nhân, nhưng phần nhiều hơn lại do thiếu liên kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề vì không đủ lực để đi xa hơn. Chúng tôi nghĩ rằng cái khó khăn
cho thị trường quốc tế mang lại, những rào cản kỹ thuật mang lại là trước mắt. Còn cái sự xây dựng được một đội ngũ doanh nhân ổn định, có sự trưởng thành lớn lên là điều quan trọng hơn trong bối cảnh hiện nay. Xác định được vai trò, vị trí của mình trong một nền kinh tế hội nhập mạnh mẽ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chủ động phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính phủ và các bộ ban ngành để cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. VCCI chủ động đề xuất với Thủ tướng để quyết định ngày 13 tháng 10 hàng năm là ngày của riêng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. VCCI tham gia thảo luận đề án đưa doanh nghiệp doanh nhân vào nghị quyết 09 của Đảng, đề xuất với ban soạn thảo luật của Quốc hội hiến định lực lượng này vào trong hiến pháp sửa đổi 2013. Sự chủ động tích cực của VCCI đã được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. VCCI như một ngọn cờ tập hợp các doanh nghiệp từ miền xuôi đến miền ngược, biên giới đến hải đảo, tất cả dưới chung một ngọn cờ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện cho những người doanh nhân đang ngày đêm vất vả, dũng cảm trên thương trường. VCCI thực sự đóng vai trò nhân tố trụ cột trong những nỗ lực của chính phủ để hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI đã nghiên cứu và triển khai thực hiện đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI hàng năm. Tỉnh Đồng Tháp, địa phương khuất nẻo ở đồng bằng sông Cửu Long, đã có được sự thay đổi quan trọng từ chương trình này. Trước đây, mặc dù rất nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, song do làm theo kiểu mây mò tính nhiều hơn nên hiệu quả rất thấp. Khi VCCI đưa ra các tiêu chí đánh giá cụ thể, tỉnh Đồng Tháp như tìm được cái phao cứu sinh đối với mình. Vì vậy, 7 năm liên tục từ 2007 đến nay, Đồng Tháp luôn đứng từ thứ tư đến thứ năm. Riêng năm 2012, địa phương này dẫn đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh. Đồng Tháp chúng tôi thì cũng rất là vui và tự hào rằng cũng chính nhờ cái hàng năm khi nhận được cái thông tin những cái bảng xếp hạng của VCCI về năng lực cạnh tranh thì chúng tôi đều tổ chức một cái hội nghị ngay và giao cho các ngành phân tích từng chỉ tiêu chí một, từng cái chỉ số thành phần một. Tại sao chúng ta làm như vậy, tại sao kết quả nó là như vậy và chúng ta khắc phục nó như thế nào? Bác Hồ đã dạy, chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20, đó là con đường đi đúng trong mọi lĩnh vực mà kinh doanh không là ngoại lệ. Con tàu 8002 hiện đại nhất Việt Nam vừa được Tổng Công ty Sông Thu tiến hành hạ thủy để lực lượng cảnh sát biển vận hành khai thác. Từ đầu năm đến nay, đã có 12 con tàu được hạ thủy. Mỗi năm, doanh nghiệp này đạt doanh thu hàng ngàn tỷ đồng từ việc đóng mới, sửa chữa tàu phục vụ quốc phòng, đồng thời còn xuất khẩu tàu dân dụng chiếm tới 70%, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần nâng cao năng lực phòng vệ an ninh quốc phòng trên biển của Việt Nam. Tuy nhiên, người đứng đầu doanh nghiệp này vẫn còn không ít điều trăn trở. Các chính sách của chúng ta lớn thì được rồi, nhưng mà những chính sách nhỏ, những cái tiểu tiết, những cái ưu tiên, những cái ưu đãi, những cái cụ thể để giúp cho cái phát triển thủy sản, cho đóng tàu nhỏ chẳng hạn, thì để làm sao cho bà con tốt hơn thì đấy cũng đòi hỏi các cơ quan chức năng cũng cần phải cố gắng vươn lên. Hàng loạt các chính sách cũng như luật được điều chỉnh kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua, nhiều ngành rơi xuống đáy như bất động sản, chứng khoán và sản xuất công nghiệp vẫn được tạo cơ hội để hồi sinh. Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin lỗi người dân và doanh nghiệp vì những gì chưa làm được đã làm cộng đồng doanh nghiệp rất vui vì họ được chia sẻ phần nào gánh nặng trên thị trường. Quyết tâm của chính phủ trong việc giảm từ trên 800 giờ làm thủ tục hành chính xuống còn dưới 300 giờ, tiến tới xuống dưới 170 giờ đã làm các doanh nhân thực sự hài lòng. Việc mà rút thời gian kê khai thuế xuống rồi giảm các cái thủ tục về cái hải quan, khoảng những cái vấn đề hết sức chi tiết nhưng mà nó rất là có tác động mạnh mẽ đối với doanh nghiệp, nó kích thích doanh nghiệp, nó tạo cái niềm tin cho doanh nghiệp, nó giảm bớt thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Sau mỗi giai đoạn phát triển, cả doanh nghiệp và chính phủ cũng như các bộ ngành đã nhận ra được nhiều điều. Giai đoạn 2007-2008, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, nhờ chính sách kích cầu của chính phủ và 2009, nền kinh tế vẫn tiếp tục phát triển. Nhưng cũng từ khủng hoảng mà nhiều doanh nghiệp nhìn thấy được đâu là năng lực cốt lõi để phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tái cơ cấu lại nền kinh tế là quyết tâm của chính phủ trên con đường phát triển lâu dài, mang tính bền vững. Thoát khỏi khủng hoảng, những doanh nghiệp còn trụ vững như công ty cổ phần ô tô Trường Hải nhận ra rằng phải kinh doanh dựa trên triết lý là mang lại giá trị thật thì mới có thể tồn tại được trong môi trường hội nhập. Chúng tôi nghĩ rằng cái này là cái nhận thức rất lớn
và rất là có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp. Không còn là các cái cách làm ăn chụp dịch, không còn là cái cách làm ăn mà chỉ lao vào để kiếm tiền, và chỉ có cái cách làm ăn căn cơ, cách làm ăn mà tạo ra các cái giá trị thực sự thì mới có thể tồn tại phát triển, đặc biệt là trong cái môi trường hội nhập kinh tế quốc tế sắp tới. Môi trường đầu tư liên tục được cải thiện trong 10 năm qua là tiền đề để nhiều nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nhân Việt kiều đầu tư vào Việt Nam. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề có hàm lượng khoa học công nghệ cao được chuyển giao và phát huy hiệu quả. Môi trường đầu tư của Việt Nam đang còn rất là tốt và cũng như có nhiều cơ hội, đặc biệt là cho người Việt sống ở nước ngoài, như Việt kiều về đầu tư. Thì tôi nghĩ đây là một cái môi trường vẫn là rất là khá để cho chúng tôi có thể về đầu tư, vừa kiếm lại lợi nhuận mà cũng vừa có thể góp phần xây dựng cho đất nước và góp phần coi như là phát triển nền kinh tế. Sau quá trình tiếp cận với kinh tế thị trường, đặc biệt từ khi Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới, đã cho các doanh nhân nhiều bài học, đó là khả năng nắm bắt thời cơ, sự am hiểu trong đàm phán quốc tế, trong giao dịch thương mại còn yếu. VCCI đã mở hàng trăm lớp đào tạo và hội thảo liên quan đến quá trình hội nhập cho các doanh nhân. Cùng với sự quan tâm của chính phủ trong việc tăng cường quan hệ kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp doanh nhân lại có thêm cơ hội để hợp tác đầu tư phát triển ở thị trường quốc tế. Ở trong nước, trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ rất bức xúc và chỉ đạo các ngành rà soát và giảm bớt thủ tục hành chính để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn. Chính phủ đang làm tích cực cái việc mà cái đạo đức phục vụ của cán bộ công chức đối với doanh nghiệp, đối với nhân dân. Bây giờ có khi không phải do thủ tục mà do đạo đức phẩm chất. Bây giờ đó là cứ hẹn là cứ là lại là thêm dấu chấm dấu phẩy là bữa nay cái này cái khác, thì đó là không phải là thủ tục nữa mà là đó là phẩm chất cái đội ngũ cán bộ công chức. Sau 10 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ra quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là ngày doanh nhân Việt Nam, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp rất lớn vào thành quả của đất nước, đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng nước nghèo. Các thế hệ doanh nhân tiếp tục đảm nhận trách nhiệm là lực lượng chủ công đưa nền kinh tế phát triển tự chủ, tránh được cái bẫy thu nhập trung bình để đứng vào hàng ngũ các quốc gia giàu có trên thế giới. Thoát nghèo đã khó, làm giàu còn khó hơn. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, sau nhiều năm gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, luôn trăn trở một điều rằng, để tiếp tục trụ vững và phát triển trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, các doanh nghiệp, doanh nhân phải định vị lại mình, xác định được những nền tảng và giá trị căn bản dựa trên lợi thế cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, lòng yêu nước của doanh nhân phải được kết tinh vào từng sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu Việt. Để mở đường và hỗ trợ cho những nỗ lực của doanh nghiệp, đất nước đã có ngày doanh nhân, Đảng đã có nghị quyết về doanh nhân, Quốc hội lần đầu tiên trong lịch sử đã hiến định vai trò của doanh nhân trong hiến pháp và khẳng định bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Chính phủ đang triển khai bước đột phá về hội nhập và cải cách thể chế lần thứ hai, được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động sâu rộng đến môi trường kinh doanh ở nước ta trong thời gian tới. Mong rằng bước đột phá sẽ được tiếp nối bằng một chương trình hành động tận tâm, xuyên suốt và nhất quán từ người đứng đầu chính phủ đến từng công chức trong bộ máy công quyền. Cộng đồng kinh doanh xin chung tay với chính phủ trong những nỗ lực này để Việt Nam có thể kể tiếp với nhân loại một câu chuyện mới, câu chuyện hóa rồng.